Rồi thầy xin chào tất cả các em. Thầy xin tự giới thiệu, thầy là giáo viên Bùi Hưng Thịnh, trường tiểu học Phú An, cùng thầy Nguyễn Văn Niên, trường tiểu học Phú Lâm, để công tác thầy Bộ Dục và Đào tạo huyện Phú Tân, tỉnh An Giang. Hôm nay chúng ta đến với môn thể dục lớp 2. Thì bài học hôm nay chúng ta tiếp tục ôn bài tập sức nhanh chậm, học chạy nhanh về trước, trò chơi chạy đổi chỗ. Vì mục tiêu bài học, thứ nhất là học sinh biết thực hiện cơ bản được động tác bài tập chạy nhanh về trước. Thứ hai là tham gia cơ bản được trò chơi chạy đổi chỗ. Thứ ba là các em biết vận dụng các động tác để tự luyện tập hàng ngày nhằm nâng cao sức khỏe. Về những điều cần lưu ý về phần chuẩn bị là giáo viên chúng ta chuẩn bị trang phục thể thao, dụng cụ tập luyện, còi và kẽ xăng. Học sinh thì chúng ta thực chuẩn bị giày thể thao đảm bảo an toàn trong tập luyện cũng như trong trò chơi. Về sân tập là sân trường vệ sinh sạch sẽ. Về nội dung bài học, chúng ta gồm có 3 phần. Phần 1 là khởi động và trò chơi khởi động. Phần 2, ôn bài tập sức nhanh chậm, học chạy nhanh về trước. Phần 3 là trò chơi chạy đổi chỗ. Về phần 1, chúng ta gồm có 2 phần. Thứ nhất là khởi động chung, thứ hai là khởi động chuyên môn. Ở phần khởi động chung, chúng ta thực hiện xây các khớp cổ, khuỷu tay, vai, cánh tay, hông, đầu gối, cổ tay, cổ chân, chạy đổi chỗ, chạy tại chỗ, vỗ tay. Mỗi động tác thực hiện 2 lần 8 nhịp. Về phần khởi động chuyên môn, chúng ta thực hiện các động tác căn cơ cho môn thể thao bóng đá. Rồi chúng ta thực hiện cái phần khởi động chung theo video clip. Bye.
Rồi tiếp theo chúng ta thực hiện khởi động chuyên môn, những động tác căng cơ. Đầu tiên là chúng ta căng cơ cánh tay phải, chúng ta nắm cái cùi chỏ, chúng ta thực hiện, chúng ta thực hiện sọt ngang, hai tay chụm đầu gối chân phải trước. Tiếp theo chúng ta đổi chân, chúng ta thực hiện sọt dọc ha, thực hiện chân phải trước, rồi chúng ta đổi chân trái. Chúng ta thực hiện làm động tác gặp người, hai chân thẳng. Rồi rồi trước khi chúng ta vào học nội dung chính thì chúng ta sẽ thực hiện chơi một trò chơi khởi động. Trò chơi này chúng ta đã chơi ở tí trước, chúng ta sẽ ôm lại, là trò chơi có tên gọi là soi gương. Thì nhắc lại cách thực hiện như sau, là các em học sinh thực hiện theo hành động của giáo viên, là thực hiện các động tác tư thế của giáo viên, thực hiện đúng thì học sinh nào thực hiện không đúng là phạm quy. Rồi chúng ta nhìn xem tranh, thầy hướng dẫn cách chơi như sau. Giáo viên sẽ đứng thực hiện đối diện của với học sinh, tức là chúng ta thực hiện soi gương. Thì giáo viên, ví dụ giáo viên chúng ta đưa tay phải thì các em dưới chúng ta sẽ đưa tay trái là đúng đúng bên với giáo viên ha, thực hiện soi gương. Thì giáo viên đưa tay trái thì các em dưới đưa tay phải, chúng ta đúng bên giáo viên. Thì em nào thực hiện không đúng thì chúng ta là phạm quy ha. Ví dụ giáo viên đưa chân phải thì em đưa chân trái, giáo viên đưa chân trái thì các em dưới đưa chân phải, chúng ta thực hiện đúng bên. Thì em nào thực hiện không đúng thì chúng ta phạm quy. Thì cái này chừng nào mà học trực tiếp thì chúng ta chơi cho tốt hơn ha. Về phần 2, về một nhỏ là chúng ta sẽ ôn bài tập sức nhanh chậm. Thì hôm trước ta học rồi, chúng ta sẽ ôn lại. Thì nhất là cách thực hiện như sau. Sau khi nghe hiệu lệnh thì chúng ta thực hiện chạy hất cốt chân nhanh tại chỗ. Rồi sau hiệu lệnh tiếp theo, ta đổi sang chạy nâng cao đùi nhanh tại chỗ. Lần lượt đổi động tác chạy sau mỗi hiệu lệnh. Nên chúng ta thực hiện hai động tác, một động tác hất cốt chân, hai là động tác nâng cao đùi nhanh tại chỗ. Thì hôm tiết trước ta đã học rồi, chúng ta sẽ ôm lại, thầy nhắc lại ha. Để em cũng quan sát tranh, đây là tranh của bài tập sức nhanh chậm hôm trước thầy cũng đã cho chúng ta làm quen rồi. Đây là hình hình hai, hình chạy hất cốc chân. Rồi hình ba là hình nâng cao đùi ha. Ta xem tranh thầy không có nhắc lại những chi tiết hôm trước thầy nhận ra rồi. Thì luyện tập thì đây, hình 1 chúng ta có là chạy hất cốc chân, hình 2 là nâng cao đùi ha. Rồi để biết thêm thì chúng ta sẽ quan sát video về cách thực hiện hai động tác hất cốc chân và nâng cao đùi. Chúng ta thực hiện một là hất cốc chân. Rồi khi nghe theo lệnh chúng ta sẽ đổi sang nâng cao đùi, chúng ta thực hiện nhanh dần, là cái eo lệnh ta chuyển sang hất cốc chân và nâng cao đùi. Để chúng ta xem lại lần nữa hai động tác hất cốc chân và nâng cao đùi ha. Khi cái eo lệnh chúng ta chuyển động tác hất cốc chân và nâng cao đùi, về phần 2 là chúng ta nội dung chính là học chạy nhanh người trước và cách thực hiện như sau. Khi có lệnh thì từ vạch xuất phát các em chạy nhanh về trước để vạch đích. Thì cái cách thực hiện cái phần học chạy nhanh về trước thì cơ bản rất là dễ. Thì chúng ta đây, chúng ta xem tranh ha. Đây là tư thế chuẩn bị, là từ vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh thì chúng ta cứ chạy bình thường, chạy nhanh về đích ha. Ta xuất phát chạy nhanh thì nhanh về đích, ta đánh mắt chỉnh thẳng theo hướng chạy, ta thả lỏng bình thường ha. Giống như tư thế chạy tiếp sức của chúng ta đó.
Và sau đây thầy mời mấy em xem video để chúng ta biết cách thực hiện chạy nhanh về trước cho chính xác hơn. Khi cái eo lệnh ta sẽ chạy nhanh về trước ha. Video này cũng vậy, chúng ta cứ eo lệnh ta cứ chạy xuất phát nhanh về trước. Đó, em xem lại lần nữa. Chúng ta chạy nhanh về trước. Xem lại lần nữa ha, đây là chạy nhanh về trước. Ta cứ nghe hiệu lệnh là ta cứ xuất phát chạy nhanh về trước. Vì phần 3 là trò chơi chạy đổi chỗ. Thì hôm tiết trước thầy cũng đã giới thiệu với em rồi. Thì hôm nay chúng ta sẽ ôn lại cách chơi trò chơi chạy đổi chỗ. À, thì và nhắc lại cách chơi như sau là học sinh tập hợp theo hình vòng tròn, sau đó giáo viên cho các em điểm số và lưu ý nhớ số của mình. Cách chơi như sau là giáo viên gọi hai số nào thì hai số đó sẽ chạy đổi chỗ cho nhau, thì học sinh nào không nhớ số hoặc là chạy sai số là phạm quy, lưu ý đảm bảo an toàn rồi trong khi tham gia trò chơi. Thì cách chơi là như sau. Thì đầu tiên các em sẽ tập hợp thành vòng tròn ha. Thì sau đó chúng ta sẽ điểm số từ 1 đến hết. Thì cách chơi là như sau. Khi nghe hiệu lệnh của giáo viên gọi hai số, ví dụ như số 2 và số 8, thì hai số 2 và số 8 chạy đổi chỗ cho nhau. Số 2 sẽ chạy về vị trí số 8 đứng và số 8 sẽ chạy đổi chỗ ở vị trí số 2 đứng. Trường hợp phạm quy là như sau. Khi gọi hai số mà hai số đó không nhớ là sẽ bị phạt, hoặc là gọi hai số 2 số 8 nhưng bảng số khác chạy là chỉ như bị phạt ha. Khi nào mà trở lại học trực tiếp thì thầy hướng dẫn trò chơi này cho tốt hơn. Tiếp theo là phần vận dụng, thì cho học sinh quan sát tranh và trả lời một số câu hỏi cũng giống như tiết trước ha. Có một hình nào dưới đây thể hiện động tác chạy hắt cốc chăn? Các em quan sát hình 1, hình 2, hình 3, hình 4, thì hình nào là hình chạy hắt cốc chăn? Chính xác là hình số 2 ha, là hình chạy hắt cốc chăn. Câu hỏi số 2 là em thực hiện các bài tập không bóng cùng bạn bè trong giờ nào? Thì mình tập bài tập không bóng cùng bạn bè thì trong giờ ra chơi hoặc là giờ những tiết ở nhà ha, bạn chúng ta sẽ thực hiện tập với bạn. Câu hỏi tiếp theo, hình nào dưới đây thể hiện động tác, hình dưới đây thể hiện động tác chạy gì? Đây là thể hiện động tác chạy gì? Và hình dưới là chúng ta thực hiện động tác chạy nhanh về trước ha, động tác mới học. Cuối cùng là phần thả lỏng, thì giáo viên hướng dẫn cho học sinh các động tác thả lỏng. Các em thực hiện thả lỏng theo video clip. Thì cuối cùng là trong thời gian nghỉ phòng dịch bệnh ở nhà, các em hãy cố gắng giữ gìn sức khỏe, thường xuyên rửa tay theo 6 bước hướng dẫn của Bộ Y tế để phòng tránh dịch bệnh.
Thì cuối cùng thì tiết học hôm nay đến đây là kết thúc. Thầy xin chào tất cả các em và hẹn lại các em tiết học sau á.